Quỳnh Như và Thế giới công nghệ xin chào tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin thú vị và hấp dẫn. Hãy cùng nhau theo dõi nhé. iPhone 13 sẽ có phiên bản hồng đầm thắm. Rò rỉ hình ảnh Apple Watch Series 7. Microsoft ấn định ngày khai tử Internet Explorer. Thắng cân não DKING giành chức vô địch MSI 2021. Góc nhìn công nghệ, kế chip vào não người, ý tưởng điên rồ thay đổi cả thế giới. Tech Story, lạm dụng công nghệ, thói quen nguy hiểm của con người trong thời đại mới. Dù iPhone 12 tím mộng mơ vừa lên kệ chưa được bao lâu, thế nhưng mới đây đã tiếp tục xuất hiện thêm một hình ảnh khác về một chiếc smartphone của nhà táo với màu sắc mới, chính là màu hồng. Và theo một số nguồn tin thì phiên bản này là của dòng iPhone tiếp theo, Quỳnh Như xin phép tạm gọi là iPhone 13 nha. Cụ thể, một số chuyên gia rò rỉ đã tiết lộ phiên bản iPhone này sẽ có tên gọi là Rose Pink. Tuy nhiên, do màu sắc có phần đặc biệt nên phiên bản này sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2021, muộn hơn 3 tháng so với các màu khác. Nếu quý vị vẫn còn nhớ thì đây không phải là lần đầu tiên Apple phát hành một chiếc iPhone màu hồng. Trước đó, iPhone 5C được phát hành vào năm 2013 cũng có phiên bản màu hồng, hay là iPhone XR 2018 có màu san hô và iPhone 6S có mặt trên thị trường năm 2015 cũng có màu vàng hồng. Hiện tại Apple chưa chính thức thông tin gì về ngày phát hành hoặc bất kỳ tùy chọn màu sắc nào cho iPhone 13. Tuy nhiên, với việc từng ra mắt các thiết bị màu hồng, thì người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thiết bị với màu sắc nhẹ nhàng, đầm thắm được ra mắt vào cuối năm nay. Vừa qua, trang Phone Arena đã cho biết táo khuyết sẽ đại tu thiết kế của chiếc Apple Watch Series 7. Một số hình ảnh rò rỉ trên mạng gần đây cũng cho thấy mẫu đồng hồ thông minh mới của nhà táo sẽ có ngoại hình vuông vức hơn, phần khung được vác phẳng thay vì bo cong như những thiết bị tiền nhiệm. Hay nói dễ hiểu hơn thì chiếc smartwatch mới này sẽ có kiểu dáng gần giống với những chiếc máy tính bảng iPad đời mới của Apple, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Apple Watch Series 7 nhiều khả năng vẫn sẽ được trang bị tấm nền OLED, còn phần viền thì giữ nguyên kích thước như hiện tại. Ngoài ra, Apple Watch có khả năng cao là sẽ được trang bị chức năng đo lượng đường trong máu. Tính năng này đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân tiểu đường vì có thể giúp họ dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe. Trong Thế giới công nghệ tuần trước, thì Quỳnh Như đã chia sẻ đến quý vị thông tin về việc hệ điều hành iOS 14.5.1 của Apple vừa tung ra đã dính lỗi. Và rất nhanh, Apple đã phát hành tiếp phiên bản iOS 14.6 dành cho iPhone, iPod Touch. Và tất nhiên, bên cạnh những tính năng mới này thì phiên bản này cũng có nhiệm vụ vá hàng loạt lỗ hổng bảo mật, sửa lỗi nghiêm trọng xuất hiện trong bản cập nhật trước. Trong bản iOS 14.5.1 thì nhiều người đã phản ánh rằng thiết bị của họ bị giảm hiệu năng sau khi nâng cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin thì Apple đã tiến hành kiểm tra và cũng giải quyết luôn vấn đề đó trong bản cập nhật mới này. Bên cạnh đó, iOS 14.6 cũng bổ sung tính năng đăng ký thuê bao Apple Podcast. Giờ đây, người dùng có thể trả tiền để nghe những nội dung chất lượng cao, độc quyền, không có quảng cáo trên dịch vụ này. Vì vậy, nếu đang sử dụng iOS 14.5 hay 14.5.1 và gặp lỗi, thì mọi người có thể cân nhắc tới việc cập nhật ngay lên iOS 14.6 nhé. Tiếp tục một số thông tin về các sản phẩm mới của nhà táo. Nếu là một iFan chân chính, thì chắc chắn mọi người sẽ không lạ gì với cái tên iPod. Tuy nhiên, sau một thời gian làm mưa làm gió, thì Apple đã ngừng ra mắt chiếc máy nghe nhạc này. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi mới đây có một số thông tin tiết lộ rằng nhà táo sẽ hồi sinh iPod Touch trong năm nay. Đây sẽ là sản phẩm kỷ niệm 20 năm phát triển của máy nghe nhạc Apple iPod. Cụ thể, thiết bị này được cho là sẽ có mặt sau với thiết kế phẳng tương tự iPhone 12 Pro. Bộ khung nhiều khả năng sẽ được làm bằng nhôm thay vì mặt kính nhám. iPod Touch 2021 cũng sẽ chỉ có một camera sau kèm đèn flash LED. Và tính năng thì theo một số nguồn tin, Face ID sẽ không có trên iPod Touch 2021, nhưng thiết bị sẽ có cảm biến vân tay được tích hợp vào nút nguồn, giống iPad Pro mới. Sau khi làm mới Mac Mini vào cuối năm ngoái với chip M1 bên trong, Apple đang có dự định sẽ tung ra mẫu Mac Mini mới với nhiều cải tiến cả về thiết kế và phần cứng. Theo một chuyên gia rò rỉ thì thiết kế mới của Mac Mini vẫn giữ các cổng HDMI, Ethernet
và USB-A của kiểu máy hiện tại, nhưng tăng gấp đôi số cổng USB 4, Thunderbolt lên thành 4 và cũng thay đổi đầu nối nguồn. Lỗ thông hơi của Mac Mini cũng không còn ở mặt sau nữa, mà thay vào đó là lỗ thông hơi ở phía dưới. Các thay đổi thiết kế khác bao gồm hai dải cao su để thay thế thiết kế chân đế hiện tại và vật liệu mica được sử dụng cho bề mặt trên. Ngoài ra, Mac Mini mới được cho là sẽ đi kèm với chip M1X với 10 lõi CPU và 32 lõi GPU, kết hợp RAM 64GB. Được biết, chip Apple M1X cũng dự kiến có mặt trên MacBook Pro 13 inch mới. Hãy cùng Quỳnh Như chờ đón xem liệu thông tin rò rỉ này có thành hiện thực không nha cả nhà. Tại hội nghị thượng đỉnh Qualcomm 5G năm nay, tập đoàn Qualcomm Technology đã công bố nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 778G 5G mới. Theo nhà sản xuất, Snapdragon 778G 5G được thiết kế để nâng cao khả năng chơi game trên di động và tăng hiệu suất của AI, nhằm mang lại trải nghiệm chụp ảnh và quay phim vượt trội cho smartphone. Bên cạnh đó, con chip này cũng được trang bị công nghệ mới cho khả năng chụp đồng thời 3 camera hoặc quay video từ góc máy rộng, cực rộng và thu phóng, với xử lý cho phép người dùng có thể ghi hình từ 3 ống kính cùng một lúc, giúp nhắm bắt được những góc hình tốt nhất của mỗi ống kính và tự động kết hợp chúng thành một video mới chất lượng chuyên nghiệp. Nghe qua thôi thì Quỳnh Như cũng đã rất nóng lòng muốn trải nghiệm các thiết bị sử dụng con chip này rồi. Còn mọi người thì sao? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Tiếp theo sẽ là một tin không mấy vui khi Internet Explorer, cái tên không còn xa lạ gì với chúng ta, những thế hệ 8X, 9X một thời, đã sắp phải chính thức nói lời từ giã thế giới số. Cụ thể, một phát ngôn viên của Microsoft đã chia sẻ rằng hãng sẽ ngừng hỗ trợ cho trình duyệt web Internet Explorer vào tháng 6 năm tới. Nguyên nhân là do Microsoft muốn tập trung hoàn toàn vào trình duyệt Microsoft Edge. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là Internet Explorer 11 sẽ không còn được hỗ trợ cho các dịch vụ trực tuyến của Microsoft như là Office 365, OneDrive, Outlook. Trước đó, vào ngày 17 tháng 3 năm 2015, Microsoft đã thông báo rằng Microsoft Edge sẽ thay thế Internet Explorer làm trình duyệt mặc định trên các thiết bị Windows 10 của hãng. Và sau một thời gian cuối cùng, ngày Internet Explorer bị khai tử cũng đã được ấn định. Được biết, Internet Explorer là sản phẩm mang tính biểu tượng trong lĩnh vực công nghệ của Microsoft nói riêng và của thế giới số nói chung. Trình duyệt này ra đời vào ngày 16 tháng 8 năm 1995 trên hệ điều hành Windows, và thậm chí là Internet Explorer từng là trình duyệt phổ biến nhất thế giới những năm 2000. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều trình duyệt khác nhau trong thời gian vừa qua như là Google Chrome, Safari, Mozilla, Firefox, kèm theo đó là sự tụt hậu trong khả năng tìm kiếm của mình, vị trí hàng đầu của Internet Explorer đã không còn được giữ vững, và có lẽ việc nói lời chia tay với trình duyệt này ở thời điểm hiện tại là quyết định đúng đắn của Microsoft. Vừa qua, tại sự kiện dành cho các nhà phát triển Bill, CEO của Microsoft đã hé lộ rằng hãng sắp phát hành một thế hệ mới của hệ điều hành Windows và là bản nâng cấp quan trọng nhất trong một thập kỷ qua. CEO của Microsoft không tiết lộ thêm nhiều thông tin chi tiết về bản cập nhật mới của Windows, mà chỉ cho biết phiên bản này không chỉ nhắm vào người dùng mà còn hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển phần mềm. Một số chuyên gia nhận định việc mô tả bản cập nhật mới là thế hệ tiếp theo của Windows có thể ngụ ý rằng Microsoft sẽ ra mắt phiên bản Windows 11 hoặc Windows 2021 thay vì một bản cập nhật thông thường dành cho Windows 10. Trước đây, nhiều thông tin bị rò rỉ đã cho biết Microsoft đang phát triển một phiên bản mới của kho ứng dụng Microsoft App Store dành cho Windows, bao gồm việc thay đổi giao diện và nới lỏng các quy tắc dành cho nhà phát triển. Giới công nghệ và cả người dùng phổ thông hiện đang đợi xem Microsoft sẽ ra mắt sản phẩm gì trong thời gian tới. Thế giới công nghệ sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người những thông tin mới trong thời gian tới. Mọi người nhớ đón xem nhé! Mới đây, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, thì tàu thăm dò sao hỏa Chúc Dung của nước này đã bắt đầu lăn bánh lần đầu tiên để khám phá bề mặt hành tinh đỏ. Việc này đã giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ đổ bộ và vận hành một tàu thám hiểm trên sao hỏa. Được biết, tàu thăm dò Chúc Dung nặng 240kg với 6 bánh xe và vận hành bằng năng lượng mặt trời. Chiếc tàu này có 6 dụng cụ khoa học, trong đó có một máy ảnh địa hình có độ phân giải cao, sẽ nghiên cứu đất và bầu khí quyển trên bề mặt hành tinh.
Dự kiến thời gian thám hiểm sao Hỏa của chiếc tàu này là khoảng 3 tháng với nhiệm vụ chính là thu thập dữ liệu liên quan đến địa lý, thu thập và phân tích các mẫu đá. Trong thời gian qua, dịch COVID-19 đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống trên toàn cầu. Để đối phó với dịch bệnh, các nhân viên y tế, cảnh sát, quân đội đã phải tăng cường lực lượng, túc trực ngày đêm canh gác tại các chốt và thực hiện lấy mẫu kiểm tra. Để thực hiện công việc này, họ phải mặc những bộ đồ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài sẽ dẫn đến nóng bức. Tuy nhiên, một sinh viên tại Ấn Độ đã giúp giải quyết vấn đề ngột ngạt khó chịu khi mặc đồ bảo hộ y tế bằng cách sáng chế ra một thiết bị giúp làm mát cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19. Thiết bị có tên COVITech có thiết kế giống như thắt lưng cho phép cung cấp hệ thống thông gió bên trong bộ quần áo bảo hộ, giúp giảm mồ hôi, tránh nấm cho người sử dụng. Thiết bị dùng pin lithium mất khoảng 4 tiếng để sạc và có thể dùng trong 8 tiếng liên tục. Hiện tại, thiết bị đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm có mặt trên thị trường trong thời gian tới, góp phần giúp các nhân viên y tế, cảnh sát, quân đội thoải mái hơn, bớt nóng bức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về eSports. Trong tuần trước, trận chung kết MSI 2021 đã chính thức được diễn ra tại Ireland với sự góp mặt của hai cái tên là Damwon Kia DK của Hàn Quốc và Royal Never Give Up RNG của Trung Quốc. Trong hai lần đối đầu trước đó tại giải MSI 2021, RNG luôn là đội tuyển giành thắng lợi và ở lần này, lần đối đầu thứ ba, kết quả tương tự đã được diễn ra. Bước vào loạt BO5 để cân não, cả DK và ING đều tung hết những bài dị, những chiến thuật mà mình cất giữ bấy lâu để quyết chiến. Trong mỗi ván đấu, hai đội đều thận trọng từng bước, kiểm soát từng mục tiêu và hạn chế tối đa việc mắc sai lầm. Tuy nhiên, có một điểm chung là lối đánh win land win game được hai đội áp dụng triệt để. Trong cả 5 ván rất dễ thấy được nếu đội nào có đường giành chiến thắng thì rất dễ dàng trong việc tạo ra thế snowball để rồi dần dần bóp nghẹt đối thủ. Đến ván 5 quyết định, cả hai đội chọn cho mình đội hình trái ngược nhau. DK có một đội hình mang thiên hướng cấu rỉa, trong khi đó thì ING lại có một đội hình mang thiên hướng giao tranh tổng. Tuy nhiên, đội hình của DK đã không thể phát huy được sức mạnh khi liên tục bị ING chèn ép trong giai đoạn đi đường. Khi cả Khan, Ghost, Berin và Kayon đều không có được lợi thế, Jay của Showmaker dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể một mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Kết quả DK tan vỡ hoàn toàn thế trận chỉ trong thời gian ngắn. Tất cả những pha tổ chức tấn công của DK chỉ còn là chống cự trong vô vọng. Phút 27, ING tràn vào đường giữa và lấy đi nhà chính của DK. Với kết quả 3-2 chung cuộc, ING chính thức trở thành tân vương MSI 2021 và giành thêm một suất tham dự kỳ chung kết thế giới năm nay cho khu vực LPL. Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nói nhiều về việc cấy chip vào não người. Nghe qua thì có vẻ là khá rùng rợn, nhưng đây lại là điều mà các nhà khoa học đang nghiên cứu và chỉ vài năm nữa rất có thể sẽ được áp dụng rộng rãi. Vào năm 2016, tỷ phú Elon Musk đã đồng sáng lập một công ty công nghệ thần kinh có tên là Neuralink. Công ty này hoạt động thầm lặng cho đến năm 2017, khi tờ Wall Street Journal công bố một thông tin khiến cả thế giới bàng hoàng, đó là Musk đang có ý định hợp nhất máy tính với bộ não của con người. Với những ai yêu thích và thường xuyên theo dõi Musk thì ý tưởng của ông không có gì là lạ. Vì từ trước tới nay, vị tỷ phú này luôn có những ý nghĩ khác người và hầu hết trong số đó đều được hiện thực hóa thành công. Dù là người can đảm, dám nghĩ, dám làm, nhưng Musk vốn luôn lo sợ vào một ngày nào đó trí tuệ nhân tạo sẽ lấn át và làm lu mờ vai trò của loài người. Chính vì vậy, Neuralink được lập ra nhằm mục đích phát triển một thiết bị được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI có thể tương tác với não bộ nhằm giúp con người tránh được việc bị trí tuệ nhân tạo bỏ lại phía sau trong tương lai gần. Và ngày đó cũng đã đến năm 2017, Musk và các thành viên điều hành Neuralink giới thiệu một công nghệ mà họ đã phát triển. Đó là một con chip cực nhỏ có thể được cấy vào đằng sau tai của con người với những sợi dây dẫn siêu nhỏ cùng các điện cực gắn vào não. Theo Neuralink tiết lộ, con chip sẽ liên lạc bằng công nghệ không dây với một tai nghe. Chiếc tai nghe này sẽ truyền tải thông tin tới một ứng dụng trên smartphone, từ đó giúp con người có thể điều khiển điện thoại bằng ý nghĩ. Tiếp theo đó là dần dần phát triển và liên kết với các thiết bị khác như là tay, chân giả.
Mặc dù việc điều khiển các cánh tay robot bằng thần kinh đã được thực hiện từ năm 2012, thế nhưng công nghệ của Neuralink có thể tạo ra một bước tiến lớn, đó là phản hồi chạm, còn gọi là phản hồi xúc giác. Theo Neuralink chia sẻ, điều này có thể thực hiện được nếu các con chip thu thập được thông tin vùng não và bị kích thích khi chúng ta chạm vào và tương tác với thế giới bên ngoài. Khi đó, các điện cực sẽ sử dụng những thông tin này để kích thích ngược trở lại não bộ của người đang sử dụng cánh tay robot. Musk đã từng dõng dạc tuyên bố rằng công nghệ do Neuralink phát triển có thể tạo ra sự cộng sinh giữa trí óc con người và máy tính, làm sáng tỏ ý thức, cho phép mọi người lưu và phát lại ký ức, chữa bại liệt, mù lòa, suy giảm trí nhớ và các bệnh thần kinh, thậm chí cung cấp cho mọi người khả năng triệu hồi các thiết bị tự động, chẳng hạn xe Tesla bằng ý nghĩ mà không cần bấm nút vật lý. Giáo sư Andrew Hines, trợ giảng môn sinh học thần kinh học ở Đại học California cho biết, tôi nghĩ đây là một hy vọng hoàn toàn có thể. Theo thời gian, vò não có thể học lại và tổ chức lại các mô hình kích thích tín hiệu điện, miễn là nó có mối quan hệ đồng bộ giữa những gì bạn đang làm và những gì đang diễn ra trong não, không loại trừ khả năng công nghệ của Neuralink sẽ trở thành hiện thực và có thể được áp dụng. Nó hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc đời của Elon Musk. Tuy nhiên, các nhà khoa học đánh giá hệ thống của Neuralink còn lâu mới đạt được những tính năng siêu phàm như Musk nói. Nhưng còn lâu chứ không phải là không thể, vì ý tưởng của Elon Musk đã đi từ lý thuyết ra đời thực. Bằng chứng là Neuralink đã kế thử nghiệm thành công con chip này lên một chú heo để ghi lại các tín hiệu liên kết từ một vùng não đến mõm. Trong thử nghiệm, khi mõm của chú heo này ngửi hoặc chạm vào một đồ vật nào đó, một loạt dấu chấm và tiếng động xuất hiện trên màn hình. Đây là tín hiệu phát đi theo thời gian thực, cho thấy các tế bào thần kinh đang hoạt động và được hệ thống ghi nhận, rồi chuyển sang và hiển thị ở máy tính qua kết nối không dây. Với thành công bước đầu này, Neuralink đặt ra mục tiêu tiếp tục phát triển con chip để phục vụ cho y học, như giúp những người có bệnh về não, cuộc sống giao tiếp tốt hơn. Thiết bị này cũng có thể được sử dụng để giúp những người bị liệt có thể di chuyển trở lại, hoặc người mất cảm giác vì chấn thương cuộc sống sẽ nhận biết được. Mới đây, vào ngày 9 tháng 4, Neuralink đã công bố một đoạn phim cho thấy một con khỉ đang chơi trò chơi điện tử đơn giản. Sau khi được cấy ghép chip vào não theo công nghệ mới, điều này là bằng chứng cho thấy là công ty này đang từng bước thực hiện hóa kế hoạch của mình và họ sẽ thành công. Rõ ràng, ý tưởng của Musk dù nghe qua có phần bất khả nhưng ông cùng đội ngũ của mình đang nỗ lực để biến điều không thể thành có thể với mục đích cuối cùng là vì sự tiến bộ của nhân loại. Đây là một điều hoàn toàn đáng ủng hộ và dù cho có thành công hay không thì chắc chắn rằng ý tưởng của Musk cũng sẽ truyền cảm hứng đến cho rất nhiều người. Để rồi từ đó những sáng kiến, những phát minh táo bạo hơn nữa được ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ và cho cả thế giới. Các bạn thân mến, trong thời đại mới ngày nay thì công nghệ đã trở thành một công cụ đắc lực cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhưng có một thực tế là con người chúng ta đã bắt đầu hơi phụ thuộc vào chúng, đến mức là những mặt chưa hoàn thiện của công nghệ đã bắt đầu lộ diện. Trước đây, khi Internet chưa phát triển, con người khi muốn tra cứu tìm kiếm một thông tin nào đó thì sẽ phải đến thư viện hoặc tìm trên sách vở và ghi chép. Điều này tuy mất nhiều thời gian, nhưng nó khiến não bộ chúng ta được hoạt động và từ đó thì những dữ liệu sẽ được ghi nhớ lâu hơn. Nhưng với thời đại Internet bùng nổ, những công cụ tìm kiếm cùng với các ứng dụng đã lần lượt ra đời. Chỉ với một vài thao tác gõ phím thì mọi thông tin chúng ta có thể tìm được và hiện hữu ở trên màn hình Internet. Từ đó thì thông tin được tìm kiếm nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng việc lưu trữ những thông tin đấy, lưu trữ dữ liệu ở trong não bộ của chúng ta cũng giảm đi đáng kể. Bởi vì ở bất cứ đâu chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một cú nhấp chuột ở trên một chiếc laptop là tất cả các bạn đều có thể nắm bắt được sự vận động của cả thế giới. Thông qua những ứng dụng, những tiện ích của các mạng xã hội thì con người có thể trao đổi thông tin, trò chuyện xuyên biên giới vẫn được. Và những công việc hàng ngày cũng đòi hỏi con người phải gần gũi với những thiết bị công nghệ. Chúng ta nhận email, chúng ta gửi email, chúng ta scan hợp đồng, chúng ta gửi scan hợp đồng, chúng ta alo, chúng ta đàm phán, tất cả đều có thể qua điện thoại. Và tất cả các tài liệu đều có thể trao đổi qua mail, Facebook, Skype, Zalo. Tuy nhiên thì đi kèm với những tiện ích này cũng là một số mặt tối. Khi mà chính chúng ta đang lạm dụng công nghệ thì tất nhiên những hệ lụy sẽ xảy ra. Đó là gì? Một trong những hệ lụy đầu tiên đó chính là chúng ta lười suy nghĩ và khả năng ghi nhớ của chúng ta sẽ giảm đi. Như chúng tôi đã nói, vì chúng ta dành ít thời gian để tìm kiếm, để ghi chép những thông tin mà chỉ search ở trên mạng trong tích tắc để được giải quyết câu hỏi. Điều này sẽ khiến não bộ không được hoạt động nhiều. Chính vì thế, những lợi ích quá tuyệt vời mà các công cụ tìm kiếm đem lại nên đã dẫn đến những hệ lụy mà dường như là cá nhân mỗi người vẫn chưa ý thức được. Đó là chúng ta quá lười suy nghĩ, thậm chí có việc đó là các bạn tìm kiếm một từ khóa, các bạn cũng không muốn suy nghĩ. Có những việc dường như là rất nhỏ nhặt
kiến thức tối thiểu mặc dù có thể bạn biết, nhưng bạn lại không tự tin vào câu trả lời của chính mình. Đúng không nào? Bạn khẳng định điều đó nhé. Khi bạn biết một thông tin nào đó, bạn đều phải Google lại để đảm bảo về tính xác thực. Từ đó thì khả năng ghi nhớ và sự tự tin của chúng ta cũng bị giảm dần, và theo thời gian thì kho kiến thức trong não bộ của chúng ta tiêu biến đi. Bên cạnh đó thì bên cạnh sự sáng tạo của con người cũng đang dần bị hạn chế. Nếu mà trước đây khi làm một bài phóng sự, viết một cuốn tiểu thuyết, chúng ta cần nghiền ngẫm thật nhiều những tài liệu, chúng ta thả hồn trong một không gian nào đó để sáng tác, để phù hợp, thì giờ đây những thao tác như là copy, paste, cắt dán quen thuộc đã dần thay thế và khiến sự sáng tạo của chúng ta bị bó buộc lại. Chính sự lạm dụng công nghệ đã dẫn đến điều này, khiến cho nhiều người ngày càng lười suy nghĩ và không muốn sáng tạo như trước. Còn trong cuộc sống thì sao? Sự hiện diện của các thiết bị công nghệ tuy mang đến nhiều lợi ích nhưng cũng đã khiến chúng ta trở nên bị lệ thuộc hơn. Một ví dụ dễ nhận thấy nhất đó chính là chiếc điện thoại thông minh. Chúng ta mua điện thoại làm gì? Phục vụ cho công việc và giải trí. Thế nhưng thực tế thì có nhiều người dành phần lớn thời gian thực để mà lướt điện thoại và du hành trong thế giới ảo mà không quan tâm đến những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Bất kỳ lúc nào chỉ cần tiếng chuông thông báo vang lên thì có người sẽ lập tức bỏ dở. À không có gì cả. Xin lỗi các bạn. Đấy, là mỗi lúc nào có một tiếng chuông báo của Facebook, của tin nhắn nào đấy vang lên thì chúng ta đều bỏ dở hết mọi công việc, cầm smartphone lên, trước tiên là check thông báo đó có gì, sau đó tiện tay chúng ta lướt thêm một số những trang mạng xã hội một tí thôi, rồi bị cuốn lúc nào cũng hay. Từ đó có thể thấy là mối quan hệ chủ tớ giữa con người và các thiết bị công nghệ dần đảo lộn rồi. Con người chúng ta từ vị trí làm chủ lại trở nên lệ thuộc vào các thiết bị này, vào mạng xã hội, vào các ứng dụng và dần dần đánh mất đi vai trò chính của mình. Một hình ảnh quen thuộc mà các bạn có thể thấy ở bất kỳ quán cà phê nào, đó chính là mọi người dù đang ngồi uống cà phê để làm gì, để trò chuyện, để thăm hỏi, để tán gẫu cùng bạn bè người thân, nhưng chúng ta lại dành thời gian lướt điện thoại mà thôi. Thay vì nói chuyện tâm sự thì họ cầm điện thoại đầu tiên là check in trước, đọc báo, xem YouTube, lướt Facebook hay Zalo. Hồn của chúng ta đang ở đâu, không phải ở ngay tại quán cà phê. Thậm chí các bạn có thể ngồi cạnh nhau nhưng lại sử dụng điện thoại để nhắn tin thay vì trò chuyện trực tiếp, bởi vì bạn có thể nhắn một tin nhắn tất cả mọi người xung quanh đó đều biết. Và xa hơn nữa, nếu không phải lướt mạng xã hội thì chúng ta làm gì? YouTube, lướt TikTok. Việc sống trong kỷ nguyên mạng xã hội đã khiến chúng ta ghi chép lại cuộc sống và chia sẻ với mọi người, chứ không còn tận hưởng cuộc sống như trước đây nữa. Tầm quan trọng của các thiết bị công nghệ, những công cụ tìm kiếm, những mạng xã hội cũng có những ứng dụng trong thời đại ngày nay là điều không thể nào phủ nhận. Nhưng có lẽ là chúng ta nên biết cách để chọn lọc, bởi vì việc lạm dụng quá nhiều vào chúng gây hại nhiều hơn. Nếu có thời gian, các bạn hãy thử nhé, chúng ta cầm một cuốn sách lên, chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiền ngẫm trong những dòng chữ, hay hãy đến thư viện một lần, tiếp tục tìm kiếm những tài liệu mà mình cần, chúng ta ghi chép lại để bộ não chúng ta sẽ được vận động nhiều hơn. Việc này sẽ giúp ích nhiều hơn. Ngoài ra, hãy tận hưởng cuộc sống, đừng chỉ sống và ghi lại chúng thông qua các trang mạng. Bởi vì sau một thời gian các bạn quay cuồng với công việc, với những thiết bị điện tử hay công nghệ, hãy tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Không hề có công việc, không có máy móc nào cứ lâu lâu đang xen vào cuộc sống của mình. Chỉ có những khoảng thời gian đúng nghĩa để thư giãn với người thân, với bạn bè, chúng ta sống cạnh họ đúng nghĩa, chúng ta hòa mình với phong cảnh, với thiên nhiên. Hãy để cơ thể chúng ta có thể tái tạo và để những thiết bị công nghệ trở về đúng với vai trò, công cụ hỗ trợ, chứ không phải đó là công cụ mà đang kiểm soát cuộc sống của chính chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ làm được điều đó. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới công nghệ ngày hôm nay. Nếu quý vị có những ấn tượng hoặc là chúng ta có những yêu cầu gì cho thế giới công nghệ thì hãy comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Quỳnh Như xin kính chào và hẹn gặp lại.